ngang nhiên phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực đang thi công của thủy điện Hương Hồ, địa phận xã Hồng Hà, huyện A Lưới. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 4.000 viên pháo lậu. Nói đến đặc sản Huế, không thể không nhắc đến ruốc. Tuy nhiên, để bảo vệ thương hiệu, danh tiếng của đặc sản này, thì cần có những bước đi chủ động của các cơ sở sản xuất trong xây dựng nhãn hiệu tập thể. Nội dung sẽ chủ đề trong phần sau chương trình. Kính chào quý khán giả của chương trình Huế ngày mới. Hôm nay ngày 22 tháng 12, kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc toàn thể sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế dồi dào sức khỏe, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả được Đảng và nhân dân giao phó. Và bây giờ hãy cùng khởi động một ngày mới. Sáng qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết công tác triển khai hoạt động đề án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đến nay có 152 trên 152 đơn vị cấp xã đã thực hiện thiết lập quy trình thủ tục hành chính, trong đó 69 đơn vị thiết lập 100% thủ tục hành chính, 83 đơn vị thiết lập từ 50% đến dưới 100% thủ tục hành chính. 23.503 trên 29.363 thủ tục hành chính đã được thiết lập đúng theo thời gian và quy trình, tiếp nhận, xử lý, phê duyệt lãnh đạo và trả kết quả so với số thủ tục hành chính đã thiết lập đạt tỷ lệ hơn 76%, số quy trình đã thiết lập đúng so với tổng số thủ tục hành chính. Đồng thời đã công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tương đương với gần 50% thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phục vụ tổ chức, cá nhân như máy quét mã vạch, màn hình cảm ứng hiển thị kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống camera giám sát, máy quét tự động A4 để số hóa hồ sơ. Tham luận tại hội nghị, phần lớn lãnh đạo cấp xã đều cho rằng chất lượng cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại cấp xã cũng được đảm bảo có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có thái độ tác phong lịch sự tận tình trong giao tiếp với tổ chức cá nhân. Điều quan trọng nhất là giảm được phiền hà đi lại của tổ chức cá nhân cũng như tăng cường được sự giám sát của tổ chức cá nhân đối với các cơ quan nhà nước. Mô hình này đang được liên thông với cấp huyện, cấp tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ thân thiện, hiện đại, hiệu quả, cấp tài khoản cho tổ chức cá nhân. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đến nay, Thừa Thiên Huế là địa phương đầu tiên trên toàn quốc có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại liên thông ba cấp trước thời hạn. Toàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thành mô hình và đang vận hành khá tốt. Mô hình này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước. Hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu thủ tục hành chính phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 2019, 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2019. Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế nói riêng. Giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng của quân đội, những năm qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế luôn đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Phát huy những thành quả đạt được trong 75 năm qua, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh cũng sẽ tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới, kết hợp tốt huấn luyện dã ngoại, diễn tập với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Hình tượng người lính Cụ Hồ trong văn học nghệ thuật là chủ đề của cuộc tọa đàm giao lưu do Thư viện Tổng hợp tỉnh tổ chức hòa chung trong chuỗi các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những năm tháng đất nước trải qua hai cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cả trong thời bình xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay, đề tài về người lính luôn là cảm hứng cho những sáng tác về văn học nghệ thuật. Tọa đàm với sự tham gia của nhà văn Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Khắc Phê, nhà thơ Mai Văn Hoang, Võ Quê và nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Ngọc Bình. Các văn nghệ sĩ chia sẻ về quá khứ hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ,
khán giả còn được nghe những câu chuyện sống động với những ngày chiến đấu nằm vùng của chính các văn nghệ sĩ trong sự che chở đầy yêu thương và hy sinh của nhân dân. Nhà văn Nguyễn Quang Hà cho biết, chính kỷ niệm về những ngày nếm mật nằm gai, tận mắt chứng kiến những hành động dũng cảm, tinh thần chịu đựng gian khổ, sự hy sinh to lớn của quân và dân Thừa Thiên Huế đã thôi thúc ông cầm bút và có nhiều tác phẩm hay về chủ đề chiến tranh. Thành công với vai trò đạo diễn của nhiều vở ca kịch về đề tài cách mạng như Hồi Ức Màu Đỏ, Điều Không Thể Mất, Sáng Trong Như Ngọc Một Con Người, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Bình cũng chia sẻ về những cảm xúc khó khăn trong việc xây dựng hình tượng người lính Cụ Hồ trên sân khấu. Tại đồn biên phòng Nhâm, Bộ đội Biên phòng Huế tổ chức khánh thành công trình đặc biệt tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng, đến dự có đại tá Lê Văn Nguyên, chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện A Lưới. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 60 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, số còn lại do đơn vị vận động quyên góp. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhâm đã tổ chức với hàng trăm ngày công xây dựng. Với kết cấu bằng bê tông giả đá, tường sơn màu đồng có trọng lượng 1,5 tấn, cao 1m65, đặt trên bề khối 3 cấp gồm đá granite. Tượng đài tọa lạc ở trung tâm của khuôn viên đồn nhằm giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc để kính dâng lên Bác. Đây là công trình đặc biệt được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2019, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 2019. 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế 15 tháng 12 1964, 15 tháng 12 2019, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời công trình này còn góp phần xây dựng cảnh quan của đơn vị thêm sạch đẹp, nền đẹp chính quy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa của đơn vị. Tiếp tục với những thông tin quan trọng khác, sáng qua, chương trình Demo Day mở rộng Ngày hội kết nối đầu tư Đại học Huế năm 2019 đã chính thức khai mạc tại thành phố Huế. Đây là sự kiện lần đầu tiên được Đại học Huế chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức. Triển lãm các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo và khoa học công nghệ là một trong những điểm nhấn tại Ngày hội Demo Day năm 2019 này, với sự xuất hiện của những mô hình start-up của sinh viên Đại học Huế. Những start-up có ý tưởng đặc giải từ những cuộc thi do Đại học Huế tổ chức và đã hiện thực hóa được sản phẩm. Với định hướng ưu tiên phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp spin-off từ các sản phẩm khoa học công nghệ, triển lãm bao gồm các gian hàng trưng bày của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Huế, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp khởi nghiệp. Cùng với triển lãm, nhiều hội nghị khởi nghiệp cũng được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội, như hội nghị thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế với các diễn giả đến từ Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia BK Holding, các workshop gọi vốn đầu tư hiểu mình hiểu người chìa khóa thành công, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp và các phiên pitching gọi vốn kết nối đầu tư của các ý tưởng startup. Ngày hội đầu tư Demo Day lần đầu tiên được tổ chức tại Đại học Huế đã trở thành một sân khấu dành cho các startup, nơi để ý tưởng của họ được lắng nghe và quan tâm bởi cả khách mời là nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước, tạo tiền đề cho sự kết nối kinh doanh thành công giữa các nhà đầu tư, quỹ đầu tư với các sinh viên startup, những doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp này phát triển những dự án khả thi trong tương lai. Cũng trong sáng qua, Trường Đại học Phú Xuân phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo công nghệ và giáo dục thông minh. Với sự tham gia của các diễn giả đến từ Viện Khoa học Giáo dục hay các chuyên gia giáo dục với các chủ đề như học sinh trong thế kỷ 21, giáo viên thế kỷ 21 hay nhà trường trong thế kỷ 21, hội thảo đã mang đến những khía cạnh mới trong cách tiếp cận giáo dục và ứng dụng công nghệ trong bài giảng của thầy cô giáo trong thời đại hiện nay. Thông qua những kinh nghiệm có được từ hiệu quả của một số mô hình giáo dục thông minh đang triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước để củng cố, mở rộng, nâng cao, nhân rộng các mô hình hay, đồng thời mời gọi các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức giáo dục có uy tín, đủ kinh nghiệm và năng lực triển khai giáo dục thông minh, đóng góp ý kiến, tư vấn cho Thừa Thiên Huế xây dựng các đề án, chương trình, giải pháp một cách toàn diện nhằm phát triển giáo dục thông minh đối với các cấp học. Bên cạnh các bài nói chuyện của các diễn giả về chủ đề công nghệ và giáo dục thông minh, bên lề hội thảo còn diễn ra triển lãm công nghệ của các doanh nghiệp công nghệ thông tin như Tổ chức Đào tạo và Giáo dục Tiếng Anh eSmart, Công ty Công nghệ Giáo dục Dreamlab, Ứng dụng Học Tiếng Anh ELSA, Học viện Công nghệ Sáng tạo Techi, Công ty Công nghệ Giáo dục 789.vn, Công ty Giáo dục Tiếng Anh trực tuyến Topi, thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh và giáo viên tham gia. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích rừng tự nhiên lớn, A Lưới là đất ngầm của những đối tượng lâm tặc bởi giá trị của các loài cây gỗ quý hiếm.
thời gian gần đây, đường dây nóng Thời Sự liên tục nhận được các phản ánh của người dân về tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực đang thi công của thủy điện sông Bồ thuộc địa phận xã Hồng Hà, huyện A Lưới. Sau nhiều lần liên hệ, phóng viên đã được một người dân đồng ý dẫn đến địa điểm được cho là hiện trường của vụ phá rừng. Về điều gì đang diễn ra, hãy cùng theo dõi qua phóng sự sau đây. Sau khi di chuyển vào khu vực đang thi công của thủy điện sông Bồ thuộc xã Hồng Hà, huyện A Lưới, nhóm phóng viên tiếp tục leo ngược lên núi. Càng tiến lên đỉnh núi theo lối mòn, những dấu vết phá rừng càng xuất hiện dày đặc với những bia gỗ, những thân cây bị lâm tặc cưa xẻ để lại. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ băng rừng, chúng tôi đã có mặt tại đỉnh núi. Và đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi lại được. Hàng chục gốc cây cổ thụ đã bị đốn hạ không thương tiếc. Nhiều cây có đường kính gốc lên đến 1,5 mét. Một số gốc có dấu hiệu cưa xẻ vẫn còn rất mới. Xẻ lần những gốc cây đã bị đốn hạ, nhiều cây cổ thụ khác bị cưa ngang thân. Có lẽ phát hiện những cây này có chất lượng không cao nên các đối tượng lâm tặc đã bỏ lại. Theo ghi nhận của phóng viên Thời Sự, chỉ trong vòng bán kính chưa đến 300 mét đã có hơn 10 cây cổ thụ bị đốn hạ. Và con số này có thể còn cao hơn nữa nếu chúng tôi có thời gian tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng. Sau khi ghi nhận vụ việc, phóng viên đã liên hệ với hạt kiểm lâm hạt A Lưới để tiến hành kiểm kê, đánh giá số lượng gỗ rừng đã bị các đối tượng lâm tặc đốn hạ. Theo đó, số lượng cây bị đốn hạ là 11 cây, bao gồm các loài như gỗ trò, gò. Các cây có đường kính từ 0,6 đến 1,5 mét. Khu vực phát hiện phá rừng thuộc tiểu khu 287. Chủ rừng là nhóm hộ Hồ Văn Thức quản lý. Trước đó, cùng tại địa điểm này, ngày 8 tháng 1 năm 2019, hạt kiểm lâm A Lưới đã phát hiện tịch thu hơn 3 mét khối gỗ. Thông tin đó thì phải nói trước tiên là Hà cũng rất là cảm ơn là các anh đã có những chia sẻ thông tin. Và cũng là xem như cái thông tin này thì phải là hỗ trợ rất nhiều cho cái hoạt động của hạt trong thời gian tới. Thì chúng tôi cũng xác định rằng là một số khu vực chẳng hạn như là có những cái tuyến đường mở vào thì cũng là những cái vùng rất là nhạy cảm, dễ bị xâm hại. Thành ra là những cái vực đó thì hạt cũng đã có những kế hoạch phù hợp với chính quyền địa phương, các xã, cũng là các chủ rừng để tổ chức, nếu mà ấy thì có thể tổ chức tốt chặt để mình xử lý vấn đề. Thì cái thứ hai cũng tuyên truyền rộng rãi trong bà con nhân dân. Người thứ ba thì cũng là nâng cao cái trách nhiệm của chủ rừng. Theo tìm hiểu của phóng viên, gỗ sau khi xẻ thành hộp sẽ được vận chuyển ra khỏi rừng và chở đi tiêu thụ hoặc cất giấu bằng các loại xe máy đồ chế. Đây là những hình ảnh mà phóng viên đã ghi lại sau nhiều giờ mật phục trên tuyến đường quốc lộ 49. Càng về khuya, hoạt động vận chuyển gỗ ra khỏi rừng diễn ra càng nhộn nhịp. Những khúc gỗ có chiều dài từ 2 đến 3 mét được các đối tượng vận chuyển trên các xe máy đã được đồ chế. Di chuyển với tốc độ cao, với tiếng gầm rú đặc trưng của xe chuyên chở gỗ gây ra nỗi khiếp sợ đối với những người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Điều đáng nói là các đối tượng lâm tặc vận chuyển gỗ trái phép như trốn không người vượt qua các trạm kiểm soát lâm sản mà không có bất kỳ trở ngại nào. A Lưới với diện tích rừng tự nhiên lớn, nơi đây trở thành đích ngắm của những đối tượng lâm tặc bởi giá trị của các loài cây gỗ quý hiếm. Và thực tế trong thời gian qua, nhiều vụ phá rừng liên tiếp tại nhiều địa bàn của huyện A Lưới đã được phát hiện, đã cho thấy những bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tiếp tục với những thông tin an ninh trật tự, đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an thành phố Huế vừa bất ngờ đột kích vào nhà nghỉ Gem số 2/53 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, phát hiện 7 đối tượng có biểu hiện sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2019, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Huế đã bất ngờ đột kích vào nhà nghỉ Gem, địa chỉ 2/53 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Qua kiểm tra, phát hiện 7 đối tượng tại 3 phòng đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên công an đã đưa về trụ sở làm việc. Tăng vật thu giữ gồm 29 viên nén màu đỏ và 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tiến hành test nhanh các đối tượng, có 7/7 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Hiện cơ quan công an thành phố Huế đang tiến hành giám định số tang vật thu giữ và củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Hưởng đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, thời gian tới công an thành phố Huế tập trung kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm liên quan đến ma túy, tín dụng đen, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cho nhân dân vui Tết đón xuân. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 4.000 viên pháo lậu. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại km 803 quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô khách mang biển số kiểm soát 37B02346 chạy theo hướng Bắc Nam do tài xế Phan Đức Anh, sinh năm 1986, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 5 thùng hàng, bên trong có chứa 4.320 viên pháo do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bàn giao biên bản cùng tăng vật cho Công an huyện Phong Điền để điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị, nói đến đặc sản Huế không thể không nhắc đến ruốc. Tuy nhiên, để bảo vệ thương hiệu, danh tiếng của đặc sản này thì cần có những bước đi chủ động của các cơ sở sản xuất trong xây dựng nhãn hiệu tập thể. Đây là hướng đi tất yếu trong môi trường cạnh tranh như hiện nay. Về bước đi và lộ trình cụ thể của việc xây dựng nhãn hiệu tập thể ruốc Huế như thế nào, mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Mắm ruốc là một đặc sản xứ Huế luôn đứng đầu trong bảng về gia vị và món chấm, đóng vai trò quan trọng trong nghệ thuật văn hóa ẩm thực Huế. Toàn tỉnh hiện có 120 cơ sở sản xuất chế biến các mặt hàng thủy hải sản gồm nước mắm, ruốc Huế, mắm các loại với sản lượng chế biến trung bình khoảng 200 tấn một năm, giá trị đạt hơn 11 tỷ đồng. Thế nhưng, điểm yếu của các cơ sở chế biến sản xuất ruốc Huế trên địa bàn tỉnh là có quy mô nhỏ lẻ, manh mún, tập trung tại các địa phương làng nghề ven biển, đầm phá. Do quy mô nhỏ lẻ nên việc quảng bá thương hiệu vẫn chưa được chú trọng. Bên cạnh đó, việc quảng bá thương hiệu tốn kém nên các cơ sở sản xuất hầu như không quan tâm. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng nhãn hiệu tập thể ruốc Huế được các cơ sở sản xuất ở các làng nghề hưởng ứng. Ruốc ở đây thì mình làm theo cái nghề truyền thống thì nó là chất lượng, không phổ pha, không bỏ thêm cái gì trong đó hết. Nhưng mà cái chất lượng nó để càng lâu là càng ngọt. Và cái số lượng ở đây làm thì rất là nhiều, vì nhà nào cũng có hết, nhà nào cũng có là khoảng vài tấn hết ở cái làng nghề này ấy. Cho nên chỉ là cũng làng nghề cũng cần là Huế được xây dựng cái sản phẩm riêng của Huế là mắm ruốc Huế. Để bảo vệ thương hiệu danh tiếng của sản phẩm ruốc Huế, trong năm 2019 Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm này. Theo đó, quy chuẩn này quy định chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với sản phẩm ruốc Huế được sản xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy chuẩn cũng đã quy định cụ thể các yêu cầu đối với nguyên liệu, các chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn an toàn thực phẩm đối với sản phẩm ruốc Huế về bao gói, ghi nhãn. Chúng tôi thực hiện dự án năng suất chất lượng, cũng xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương để làm sao cho những người sản xuất ruốc Huế có một cái quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo về chất lượng ruốc Huế ngày càng đáp ứng hơn cho thị trường. Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm ruốc Huế không ngoài mục đích để duy trì và phát triển ruốc Huế không chỉ ngon về chất lượng mà còn phải đẹp về hình thức, mẫu mã, trở thành món quà ẩm thực đối với du khách mỗi khi đến Huế. Ngoài ra, còn giúp tăng cường việc giám sát chất lượng, có cơ chế để các cơ sở sản xuất tự kiểm soát và giám sát chất lượng lẫn nhau. Đồng thời, các cơ sở sản xuất cùng cam kết về chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể để bảo vệ uy tín thương hiệu sản phẩm đặc sản, bảo vệ quyền lợi của các cơ sở sản xuất kinh doanh ruốc Huế, đưa sản phẩm ruốc Huế đi xa hơn. Thì khi mà xây dựng nhãn hiệu tập thể ruốc Huế thì mình có thuận lợi là ví dụ như họ có nhiều cái cửa hàng họ cần mắm ruốc Huế là mình là có được một cái nhãn của tập thể Huế đó, là cái sản phẩm của mình là hàng, nói chung là thị trường là biết nhiều, mà hơn nữa là hàng riêng biệt của cái Huế. Như vừa rồi mà tôi có nghe nói ruốc Huế mà đưa vô Bình Định thì cái ruốc Huế là họ ưa chuộng nhất, mà vừa rồi tôi vô bán Đà Nẵng nữa, họ ưa chuộng mà họ mua người 4-5 thầu vì họ nghe ruốc Huế là cái mùi ngọt và đặc trưng thơm. Điều đặc biệt rằng là để đưa sản phẩm ruốc Huế ngày càng vươn xa hơn, đưa cái văn hóa ẩm thực Huế càng ngày càng nổi tiếng hơn, thì chúng tôi
xây dựng thương hiệu gắn với quy chuẩn kỹ thuật để quản lý một cách đồng bộ. Từ đó giúp cho các cái cơ sở sản xuất ruốc có thể là thương mại hóa sản phẩm và không phụ thuộc vào các cái thương lái hay là ở cái quy mô nhỏ. Hy vọng khi nhãn hiệu tập thể ruốc Huế được cấp giấy chứng nhận sẽ góp phần nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Theo đó, hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu cũng như sức cạnh tranh của sản phẩm ruốc Huế, góp phần tăng thu nhập của người dân và cơ sở sản xuất. Cụm thi đua số 5 Bộ Công an gồm các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân cán bộ công an nhân dân tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang. Thay mặt cụm thi đua số 5 Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã cắt băng khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Dốc, 76 tuổi, vợ của đồng chí Đặng Xuân Bồng, nguyên cán bộ phòng hậu cần, ty Công an Bình Trị Thiên. Kinh phí xây dựng căn nhà là 100 triệu đồng được cán bộ chiến sĩ công an cả đơn vị trong cụm thi đua số 5 Bộ Công an đóng góp. Cùng trong ngày 20 tháng 12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Hồ Minh Hùng, 75 tuổi, là con liệt sĩ công an nhân dân Hồ Cư, trú tại thôn Thanh Lam Bồ, xã Vân Thái, huyện Phú Vang. Kinh phí sửa chữa căn nhà là 75 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ tình nghĩa do các cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh đóng góp. Ban thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức giải bóng đá cán bộ đoàn lần thứ nhất năm 2019. Giải có sự góp mặt của hơn 50 vận động viên đến từ 4 đội bóng thuộc đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, gồm khối nội chính Đảng, khu kinh tế tổng hợp, khối văn hóa xã hội và trường học và khối doanh nghiệp. Các đội bóng chia thành 2 cặp đấu thi đấu loại trực tiếp, 2 đội giành chiến thắng ở mỗi cặp đấu sẽ bước vào thi đấu chung kết. Lần đầu tiên được tổ chức, bên cạnh là môi trường thể thao lành mạnh, giúp đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe ở đoàn viên thanh niên, giải đấu còn hướng tới xây dựng một sân chơi truyền thống thường niên, qua đó giúp kết nối cả đơn vị trực thuộc đoàn khối, nâng cao hiệu quả trong công tác đoàn hội. Phần cuối là một số thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc một ngày nghỉ cuối tuần thật ấm áp bên người thân và gia đình. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên tại khu vực Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, ngày trời nắng, đêm và sáng có mưa rào và sương mù vài nơi, với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 26 đến 28 độ, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ, độ ẩm phổ biến từ 81 đến 86%. Thời tiết biển có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.